Khi bạn thấy bạn xứng đáng thì bạn sẽ đạt được tất cả những điều tuyệt vời nhất. Đa số chị em phụ nữ thường hay quên chăm sóc cho cái bản thân mình nhất. Đó là các chị em mẹ bỉm. Thường là chúng ta bị cuốn vào công việc, bạn bè, gia đình mà lại xòe xò với chính sức khỏe, với bản thân mình. Khi ra đường nhiều khi không thèm nhìn lại tóc tai mặt mày của mình nữa. Đến khi cái những cơn đau mỏi lên tiếng luôn, là cơ thể mình lên tiếng luôn, nó không chịu nổi nữa, nó lên tiếng luôn. Nhưng rồi các chị là đôi khi là nó chỉ thoáng qua thôi, lúc nào cũng không có lo cho mình, chỉ có lo cho tất cả thế giới trừ mình ra luôn, đúng không các chị? Và Lý đã rút ra được kinh nghiệm từ bản thân của Lý. Khi mà mình biết ơn chính mình thì mọi điều nó thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực. Khi các anh chị biết ơn, biết yêu thương chính mình thì mọi nguồn lực, mọi quý nhân và tất cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp cho mình thành công. Đó là khi Lý biết cách ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý và chỉ cho mình những cái suy nghĩ tích cực, những lời nói tích cực và hành động tích cực, và chỉ đón nhận những cái điều tích cực tốt đẹp thôi. Và một cái hành động rất là quan trọng nhất đó là hãy biết ơn. Hãy biết ơn từng bộ phận trên cơ thể của mình anh chị nha. Mình làm được cái hành động này thì những cái điều tuyệt vời nó sẽ xuất hiện với các chị. Và anh chị luôn hướng mình về cái mục tiêu của mình, tập trung vào cái kết quả mà mình mong muốn và cho phép mình tham gia vào những cái môi trường tích cực, làm việc với những người thành công, thì mình không cho phép mình muốn làm gì thì làm nữa. Đó là Lý luôn làm lên, có cái kế hoạch, có cái mục tiêu và luôn tỉnh thức trong mọi việc mình làm. Thì ngay lập tức cái tháng đó là mình đạt mục tiêu gấp đôi các anh chị. Nhưng khi mà mình bỏ bê, mình không tập trung vào cái việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cơ thể, không ăn đúng uống đủ nữa, thì không tập thể dục, không kỷ luật với chính mình, và mình không có tập trung cái mục tiêu của mình, thì tháng đó mình không đạt. Và Lý đã nhận ra một điều là khi mình biết yêu thương bản thân mình thì tất cả mọi thứ, vũ trụ, tất cả mọi thứ đều hợp lực giúp cho mình thành công. Thành công đối với sức khỏe, thành công trong mối quan hệ và thành công về tài chính luôn. Vì khi các anh chị có sức khỏe, anh chị tràn đầy năng lượng thì anh chị làm việc rất là năng nổ, rất là hăng say, thì kết quả có phải tuyệt vời không à? Nên các anh chị mình hãy luôn lắng nghe cơ thể, vì nơi đó là nơi bạn sống với nó cả đời, và cái sự đáng giá của nó không có đong đếm được bằng tiền hay là một thứ vật chất nào. Và Lý sẽ tặng cho các anh chị cái video thiền biết ơn sức khỏe cho các anh chị, để các anh chị nghe và anh chị sẽ biết cách mà biết ơn với từng cái bộ phận trên cơ thể của mình anh chị nha. Và nếu các anh chị thấy video này có giá trị thì hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình cùng ứng dụng để cho có cuộc sống tốt đẹp hơn anh chị nhé.